Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Trước tiên tôi sẽ chia sẻ với các bạn chủ đề họa phúc tốt xấu trong tháng 7 âm lịch đối với các hướng nhà. Cái chủ đề này thì hàng tháng tôi sẽ cảnh báo để cho các bạn biết trước mà phòng tránh. Ở đây là tôi chỉ nhấn mạnh cho các bạn là hướng nhà, hướng cửa, không đi sâu vào các cái chi tiết và các cái bố cục nội thất trong nhà. Nếu kết lại, kết hợp lại thì độ chính xác của nó cũng sẽ là rất là cao. Ở đây, trong cái chủ đề của ngày hôm nay ấy, tôi kết hợp trường phái huyền không phi tinh là hệ cửu tinh 9 ngôi sao của tròn sao bắt đầu, kết hợp với kinh dịch để ra được những cái kết quả tốt nhất. Trải qua rất là nhiều năm kinh nghiệm và là tư vấn, đúc kết lại thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn những cái vấn đề tốt xấu của hướng nhà, và qua đó là các bạn cũng chiêm nghiệm, kiểm chứng, và tôi sẽ đưa ra phương pháp hóa giải. Trước hết là tôi nói về hướng nam, thì các bạn cứ hiểu một cách đơn giản, nhà của các bạn cổng cửa nó ở phía nam thôi, chứ nói về chi tiết ấy thì nó rất dài dòng và các bạn cũng không thể xác định được của các bạn, vì trong một cái hướng ấy bao giờ nó có ba sơn. Ví dụ hướng nam nó có ba sơn là bính, ngọ, đinh. Khi người ta lập được mấy nói được về cái chủ đề này là phải lập được cho các bạn một cái trạch bàn, phải biết được cái thời vận nhà của các bạn xây dựng trong cái vận nào thì mới có thể nói được. Riêng về cái vấn đề này đấy thì tôi chỉ nói hướng nhà, hướng cửa và hướng cổng của các bạn để các bạn cũng sẽ nắm được. Vốn dĩ là hướng nam ấy thì có hai hướng là hướng ngọ và hướng đinh, thì là nó là hai con sao số 8 song tinh đạo hướng. Con nhà hướng bính cũng là hướng nam ấy, nhưng nó cũng là con sao thất 79 đồng cung. Ở đây là hướng nam đấy, sao số 1 của năm thì nó là nhất bạch thủy tinh, nó đã an ngữ ở đấy rồi. Trong cái tháng 7 này thì cái ngày tháng 7 này thực tế của nó sẽ là ngày mùng 1 tháng 8 dương lịch, và tức là ngày 26 tháng 5 âm lịch thì nó đã bước sang tiết lệnh rồi. Có nghĩa là ngày hôm nay đã là ngày 22, còn 4 ngày nữa thì nó sang tiết lệnh. Bởi vì tính thì các cái hệ sao thì phải tính theo tiết lệnh, chứ không phải là tính vào ngày mùng 1 trở đi. Nên các bạn nhớ như thế, tức là ngày 26 tháng 5 vào giờ dần, 26 tháng 5 âm lịch, 26 tháng 6 âm lịch thì nó sẽ bước sang là tháng 7, nó sang theo tiết lệnh. Thì hướng nam ấy thì sao tam bích mục tinh nó tới, tam bích là con sao thị phi điều tiếng nó tới. Bởi vì sao? Nó sẽ biến thành một cái quẻ này là lôi thủy giải. Lôi thủy giải đối với cái hướng này thì các bạn phải hiểu này, mặc dù là sao số 1 nó là sao tốt, là sao số 3 thì nó đến hướng nam. Hướng nam vốn dĩ nó là hỏa, là mộc hỏa phát sáng. Tuy nhiên nó lại có hai con sao dương tinh. Người ta quy định là hai con sao dương tinh là con sao số 1 và số 3 gặp nhau nó biến thành quẻ là lôi thủy giải. Thì người ta khuyên là tránh gặp gỡ thoáng qua, là không nên gặp gỡ những cái người mà mình không quen biết, đặc biệt là những cái người đó là những người đàn ông trẻ. Các bạn nên nhớ,
Nếu trong gia đình mà có những cái con cái còn nhỏ, còn ở tuổi vị dưới vị thành niên hoặc cả vị thành niên, thì trong những cái lúc này này là nhà hướng nam phải cẩn thận là những cái cạm bẫy ở trên mạng xã hội, là phải nhắc nhở con cái này tránh gặp gỡ thoáng qua, bởi vì đó là những cái người là suy vưu sát, là lấy là những cái người mà nhàn cư vi bất thiện, người ta hay là có những cái nó lừa đảo, nó không tốt. Bởi vì sao ở trong cái này này, sao năm là sinh xuất cho con sao này rồi. Chính vì nó là những cái, vì cái giao dịch mà mình dễ bị mắc lừa. Trong cái nhà hướng nam đấy thì phải cẩn thận những cái người về nam giới là rồng xuống nước cạn, bị tôm lừa, nó ở chỗ đó. Bởi vì sao? Nó bị hao tiết, cho nên là tránh gặp gỡ thoáng qua, vì dễ bị lôi kéo vào những cái chuyện không tốt, dễ bị kích động và làm những việc mà không đâu, dễ bị liên lụy. Nên các bạn phải nhớ, nhà có các tuổi thanh niên, vị thanh niên phải rất cẩn thận, là dễ bị những cái lôi kéo là mầm mống của cái thị phi kiện tụng, và đặc biệt là liên quan đến tiền bạc, là vì tiền gặp họa. Cho nên nhà hướng nam cẩn thận về lời ăn tiếng nói, thị phi, và rất dễ có những cái bị lôi kéo kích động. Đặc biệt phải cẩn thận giữ gìn về các cho con cái trong cái nhà này. Bởi vì sao? Trong cái hướng nam này thì con cái rất dễ bị lừa đảo. Tận nếu như cổng cửa các cái cơ quan ấy, đoàn thể ấy, hay là cổng phòng, cửa phòng của cá nhân đấy, ở cơ quan đặc hạn đấy, thì dễ bị thị phi, dễ bị kích động, và để có những cái mầm mống của những cái kiện tụng không tốt. Tiếp theo là nhà hướng bắc, sao số 4 nó tới là gặp sao số 2 thì là mộc, mộc hỏa. À, sao số 2 là mộc khắc thổ, mặc dù sao số 4 là sao văn xương, văn xương tinh, mà tới hướng bắc, bắc là thủy thì là nó lợi cho vấn đề về học hành. Nhưng gì trong cái giai đoạn này này thì là đang nghỉ dịch, thì nó lại biến thành là đào hòa sát, thì các bạn rất dễ bị cái cạm bẫy. Và trong lúc này này, tính khí người trong nhà là hay bỏ bê công việc, đặc biệt là mẹ và con gái trưởng, mẹ và các con dâu rất dễ có những cái mối bất hòa, bất đồng. Và trong cái tháng này, người ta là mộc nó khắc thổ, thì người mẹ và con gái, người mẹ với con dâu, những nhà nào có con dâu ấy, thì trong cái tháng này, đặc biệt là bác phải đấy có cái lưu ý. Bởi vì sao? Lúc rỗi rãi ấy, lúc cần việc làm thì không làm đâu, có khi lúc lại là ôm điện thoại mà để chat chít, thế cho nên sẽ gây ra những cái mâu thuẫn mà có lường trong cái tháng này. Dễ xung đột, cần đặc biệt là các cái cổng cửa của các cái công ty ấy, văn phòng ấy, và các cái cửa này này, thì dễ có những cái là xung đột vì nữ giới với nhau ấy, thì nó dễ có những cái bị xung đột, và đặc biệt là cẩn thận với các cái quan hệ khác giới, nó sẽ không tốt trong này này, dễ xảy ra những cái bất đồng. Mặc dù tuy vậy, ở cái nhà hướng bắc của trong cái tháng này này, dễ có những cái tin vui từ xa tới, có thể có bạn bè, người thân gì đó. Và về bệnh tật đấy, dễ bị cái gió, dễ để đầy hơi, khó tiêu. Và trong các tháng này này, các thành viên cẩn thận là dễ bị mất mát tiền của vì các cái việc không đâu, và dễ có những cái mà phát sinh mà liên quan đến vấn đề tình cảm, thì các bạn phải đặc biệt lưu ý. Đấy là nhà hướng bắc. Nhà hướng đông, nhà hướng đông trong cái tháng này là sao lục bạch kim tinh nó tới, là đã gặp sao số 4 của năm là kim khắc mộc, thì sẽ ảnh hưởng không lợi cho trưởng nam, và đặc biệt là không lợi cho người mệnh tốn và con gái trưởng là không tốt. Bởi vì sao? Ở trong cái hướng đông này là vốn dĩ ở đó đã có cái tầng hợp tổ hợp 3-4 rồi, 3-4 đó là gặp nhau mới lại có thêm 6, và nó có thể vận khí cháo trở, lúc tốt lúc xấu rất khó lường. Nhà hướng đông của trong cái tháng này là không lợi, và đặc biệt cẩn thận là rất dễ gặp các cái việc liên quan đến pháp luật, là dễ gặp quan tai, không lợi cho lưỡi trưởng và trưởng nam. Và trong con sao này, trong cái tháng này này, nhà hướng đông ấy thì cẩn thận là bị người khác sai bảo, chú úm. Và trong cái tháng này là nhà hướng đông ấy, chồng có xu thế là khác vợ, người hai vợ chồng ở nhà thì hay cáu gắt, hay có những cái bức xúc
Thế cho nên có ở nhà cùng nhau thì mỗi người một nơi mà cứ gặp nhau trong cái tháng này thì sẽ gây ra những cái mâu thuẫn bất đồng trong công việc của nhà hướng đông ấy, thì trong công việc trong tháng này đấy thì là khó thành và phụ nữ dễ bị thương tổn, cổng cửa ở các cái cơ quan đoàn thể ấy, dễ bị quan trên thăm viếng đấy và dễ có những cái chỉ đạo kiểm tra ABC. Cho nên nhà hướng đông là trong cái tháng này cũng không được tốt lắm đâu. Vận khí của tháng này này không được lợi. Mặc dù có con sao số 6 thôi đấy, nhưng đó là những cái mà nó cũng không đem lại những cái gì lợi ích gì cho các bạn. Nên các bạn ở nhà hướng đông cũng đặc biệt lưu ý. Nhà hướng tây, nhà hướng tây đấy vốn dĩ ở đây là nó có hai con sao 88 ở đây là 188, đó là nhà hướng dậu và hướng tân, còn hướng canh thì nó là con sao 34. Thì đây tôi đang nói nhà hướng dậu nói chung đấy, thì sao năm nó sao số 8, nhưng sao của tháng thì nó lại là con sao số 1 là tôi được. Đấy, con sao số 1 nó là sao quyền tinh, nó lợi về vấn đề về giao dịch, nó lợi về giường quan vận. Đấy, tuy nhiên thổ là sao số 8, thổ là khắc thủy, đấy, người ta gọi là khắc xuất, nó hung. Cho nên cái lời ăn tiếng nói nhiều khi vì lời ăn tiếng nói mà có thể gặp phải những cái điều mà bất lợi cho mình. Cho nên tất cả những cái giao dịch thì nhà hướng tây trong cái tháng này sẽ có rất nhiều các cái giao dịch, nhưng hạn chế tối đa những cái mà bất lợi. Giao dịch trong cái tháng này sẽ không đem lại điều gì đâu, và nó sẽ làm cho trong cái tháng này thì người nhà, những nhà có nhà hướng tây ấy thì rất hiếu động ở trong nhà hay bị bức bối, mà người nhà có cái xu thế là thích ra ngoài. Những gì người ta đang kiểm tra thì Covid, cho nên cũng hạn chế, phải rất cẩn thận. Cẩn thận về các cái bệnh liên quan bệnh thận, bệnh bàng quang, bệnh tai và bệnh đường tiêu hóa. Con trai hai ấy, đặc biệt là con trai ấy, thì và người tuổi dậu sẽ bị khắc hãm, người lớn thì dễ bị sỏi thận và bệnh phụ nữ. Trong công việc thì nhiều cái là tiến thoái lưỡng nan, khó giải quyết và không có những quyết định nào rõ ràng cả, nó cứ mập mập mờ mờ. Nên trong cái tháng này thì tốt nhất là mọi thứ nên cân nhắc trước khi hành động. Ở các cái công ty đoàn thể sẽ có các cái chỉ thị hoặc các văn bản và giao xuống. Thấy việc bất lợi ấy, thì trong cái tháng này ở các cái công ty ấy, hoặc ở trong gia đình ấy, những cái việc gì mà không có lợi ấy, thì phải có ngăn chặn ngay từ đầu, đừng để nó xảy ra rồi mới tiến hành để mà sửa chữa, thì là lúc đấy là sẽ mắc sai lầm đấy. Nhà hướng tây bắc, đây là cái nhà nếu có hướng càn và hướng hợi thì là vượng sơn vượng hướng. Tuy nhiên sau năm nó là sao thất tích cửu tinh thì ở đấy nó lại bị sinh xuất rồi. Với kết hợp với sao này là sao cửu tử hỏa tinh, nó tới là hỏa khắc kim thì nó cũng sẽ không lợi. Nó hỏa khắc kim ấy thì nó biến thành cái quẻ khỏe hỏa trạch khuê, thì nó dễ bị hao hụt, người gọi là thất cửu đồng cung, thường phùng hồi lộc chi tai. Từ nhà hướng đông này nhà hướng tây bắc trong cái tháng này này quản lý tiền bạc cho nó tốt, tránh đầu tư, tránh làm những cái gì chắc chắn là sẽ cao hụt đấy. Đó là người ta gọi là hồi lộc chi tai, kiếm được bao nhiêu tích cóp được việc mấy tháng vừa rồi, là tháng này là cẩn thận, là vì một cái lý do nào đó mà là phải tiêu tán hết cái số tiền dự trữ trong một vài tháng ấy, để cẩn thận đấy nhá. Và rất dễ bị các cái vấn đề về hao hụt, mất mát chi phí, tai bay vạ gió, đề phòng cháy nổ, chập cháy. Phụ nữ trong nhà thì rất dễ nổi cáu, chuyện bé xé chuyện to, bất đồng tranh chấp từ trong nhà là phải cẩn thận. Dễ, đặc biệt con cái rất dễ vào các cái vấn đề về tệ nạn xã hội, dễ bị người khác, người ta gây khó và lòng khổ, bất lợi cho các bé gái và những người mình sao số 7. Cha con trong cái tháng này, những nhà của các bác bất đồng, đặc biệt ở các công ty đoàn thể, các công ty lớn, các cơ quan đoàn thể có cái cổng cửa ở cái này này, thì cấp dưới hay ngầm chống lại cấp trên, không nghe lời và dẫn tới những cái mâu thuẫn nội bộ. Và trẻ con thì cũng phải cần đặc biệt cẩn thận về vấn đề hô hấp và sốt nóng.
trong cái nhà này này, ở trong phú họa, mặc dù sao cựu tử nó cái sao sinh cho sao hướng, nhưng cẩn thận là phải cẩn thận là quản lý tài chính dễ bị thất thoát và bị hao hụt. Tiếp theo là nhà hướng đông nam. Nhà hướng đông nam ấy thì có hai hướng là hướng tốn và hướng tị, là sao tám còn cục, là vượng sơn vượng hướng đinh tài lưỡng đắc. Chỉ duy nhất có hướng tìm là có tổ hợp là 16 và thượng sơn hạ thủy đinh tài điều bạn. Thì hai cái hướng này này vốn dĩ cái hướng trong năm thì cái hướng nhà là đông nam vốn dĩ cả năm nó đã xấu, vì tháng này lại cực kỳ xấu nữa thì sao thất xích kim tinh nó tới, tức là 5-7 gặp nhau là tử hoàng độc dược, dễ bị ngộ độc thực phẩm và dễ bị ngộ độc về lời ăn tiếng nói, sai một ly đi một dặm. Đây là tháng xấu nhất của nhà hướng đông nam, gặp họa đào hoa sát, người nhà dễ bị thương tổn về kim loại, họa miệng lưỡi, ngộ độc, dịch bệnh tràn lan, đề phòng chuyện bé xé ra chuyện to, không lợi cho các bé gái, dễ gặp những cái rắc rối, tài hao tật ách, tu chi mất quân đội, dễ có những người mổ xẻ, tai nạn và dịch bệnh. Các nhà hướng đông nam là nhà phải rất lưu ý. Nhà hướng tây nam, nhà hướng tây nam là nhà là thượng sơn hạ thủy, là nhà hướng nam chỉ duy nhất có nhà hướng mùi thôi, còn hai cái hướng khác hướng thân và hướng côn đều xấu. Nó có tờ hợp là 852 đó, và điều là nhận được suy khí là thượng sơn hạ thủy đơn tài điều bạn. Thì trong cái tháng này nó có con sao số 5 nó tới. Sao của năm thì là sao tam bích của tinh, là cái con sao cả năm nó ở đấy, là con sao thị phi điều tiếng rồi, là cái con sao kiện tụng mầm mống, kiện tụng cãi nhau. Thì tháng này nó lại con sao số 5 là ngũ hoàng đại sát, nó lại để kết hợp với nhau là tam ngũ gặp nhau đã nghèo lại dịch bệnh, cho nên cái tà khí của cái nhà này này rất xấu. Người nhà đặc biệt là phụ nữ căng thẳng mệt mỏi ốm đau bệnh tật, trẻ con thì đề phòng các cái dịch bệnh bất ngờ. Những người mà có các cái bệnh về dạ dày, u nhọt và các cái bệnh cấp tính phải cẩn thận. Và những cái người trong nhà là tinh thần vấn loạn, đề phòng sai lầm cho công việc, vì tiền bạc mà gặp họa, dễ đột tử, dễ bị điện giật và những cái họa vô đơn trí. Đấy là nhà hướng tây nam. Hướng đông bắc là cũng là một trong những hướng nhà xấu, chỉ duy nhất có hướng xỉu. Còn ở đây có hai cái hướng nhà hướng cấn hướng dần thì nó có tổ hợp là 825, là đều là suy khí về tử khí. Trong năm 2021 thì sao cựu tử hỏa tinh nó đến là tương đối tốt. Tuy nhiên trong tháng này là con sao số 2 nó đến. 2 gặp 9 là sinh xuất, 29 là biến thành hỏa hậu thiên. Cũng là cái điều bất lợi. Thì người trong nhà ương ngàn bảo thủ, cố chấp, nóng nảy, vội vã. Phụ nữ thì bất đồng, chị em dâu, chị em gái, và cẩn thận dễ bất đồng với hàng xóm, dễ bất đồng với những người xung quanh. Và bệnh dạ dày, bệnh mắt, bệnh viêm nhiễm huyết áp, và cẩn thận các vấn đề về cháy nổ. Nếu không biết điểm dừng, tất gặp họa sát thân. Trên đây là tôi cảnh báo cho các bạn tám hướng nhà sẽ phát sinh trong tháng 7 năm 2021. Tiện đây tôi cũng nói về tình hình dịch bệnh nói chung. Như các bạn đã biết, tình hình dịch ở phía Nam như ngày 7 tháng 7 năm 2021 tôi đã chia sẻ, tôi đã cảnh báo về các cái vấn đề dịch bệnh. Hiện nay là nó đã phát sinh rồi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn biết để mà cố gắng cách ly cho nó tốt, thực hiện tốt các cái nghị định của chính phủ cho nó chuẩn mực, tránh làm sai mà dẫn tới những cái hậu quả sẽ bất lợi với ai mong muốn để cho cái dịch bệnh nó nhanh chóng nó qua đi. Nhưng nó phải là do chúng ta, do người dân quyết định. Bởi tôi nói có một cái cơ sở thì tôi không nói mò đâu. Bởi vì sao?
phải hiểu được cái nguồn gốc là tháng 8, à tháng 7 này. Tháng 7 này thì là sao? Tháng 7 là sao số 8 nhập trung cung, sinh nhập cho sao số 6 của năm, nó biến thành quẻ sơn thiên đại, đại quá. Thì ở đây này này, phải hiểu con sao số 6, à số 8, nó là sao quần chúng. Tháng trước ấy, đó là con sao số 9 nhập cung, số 9 nhập cung đấy là lực lượng vũ trang, là công an, bộ đội, những người thực thi pháp luật, những người mà thực hiện những cái chỉ thị của chính phủ là con sao số 9. Thì đã đâu vào đấy rồi, mọi thứ đã tốt rồi. Con sao số 8 nhập trung cung, đây là con sao quần chúng. Nếu đại diện về con sao này này, nó là con sao quần chúng, nó là người dân, nó là con sao của người lao động, là tầng cấp thấp, là như chúng ta này, là những người dân này, nó nhập trung cung. Thì để có hoàn thành được hay không thì phụ thuộc 90% phụ thuộc vào toàn bộ dân của 63 tỉnh thành phải ủng hộ tuyệt đối. Các bạn phải hiểu này, con sao số 8 là đại diện cho dân chúng, sao số 6 là đại diện cho chính phủ, cho những người thực thi nhiệm vụ, thực thi pháp luật. Đấy là con sao số 6 đấy. Thì bây giờ là con sao số 6 là kim, mà quần chúng là sao số 8 là thổ sinh cho kim, thì mọi sự tất an. Ở về quẻ ấy, sơn thiên độn, sơn thiên đại xúc, nó có ý nghĩa như sau: hãy làm những cái việc làm chính đáng, có lợi cho xã hội thì rất tốt. Hãy làm những cái gì có lợi cho cộng đồng và mọi người thì sẽ tốt. Cần bồi dưỡng và sử dụng những người tài đức, đứng lên chịu trách nhiệm trong công việc, và phải diệt cái ác, cả là cái xấu khi nó mới manh nha. Tức là cái gì? Phải diệt ngay những cái kẻ con sâu bỏ dầu đổi canh, là chống đối lại những cái chỉ thị ở trên, kích động lôi kéo, tung tin giả, lừa đảo trên mạng và các cái tệ nạn khác, là phải triệt ngay những cái thành phần này, là cái thứ nhất. Đấy, quẻ là quẻ đó, người ta đã quy định như thế rồi. Đồng thời này gì, ở phía càn là có quẻ hỏa trạch khuê, thì ở trong kinh dịch người ta viết rõ ràng là nếu trên dưới phải đồng lòng, còn nếu như trên dưới không đồng lòng mà chia rẽ, cấp dưới không chấp hành chỉ thị của cấp trên vì những chủ quan và phán đoán tính toán sai lầm mà gặp khó khăn và trở ngại. Đây cũng là một trong các cái lý do mà gì, là không được lơ là thì sẽ bị khiển trách. Đó là những cái gì dịch bệnh trong cái tháng này của quẻ đấy, thì lúc tăng lúc giảm, tình trạng sẽ nó có những cái kéo dài. Mọi việc làm phải hết sức thận trọng. Tuy nhiên Đảng và Nhà nước đã ra những cái chỉ thị 16, Hà Nội 17 phải kết hợp 16. Đó là những cái hoàn toàn chính xác, mà có những cái chính, cái tính toán rất phù hợp. Bởi vì này này, nếu như con sao số 8 nó là quân chúng, là dân, tức là nó không quản lý được, không phát hiện được là cái chính cái F0 nó ở cái chỗ này đấy. Còn con sao số 9 của tháng trước đấy thì nó liên quan đến cái vui vẻ, là cái tụ tập, là giao lưu, là ca hát, là quán bar, là nhà hàng, là khách sạn. Nhưng con sao số 8 này thì nó lại là cái không xác định được, nó rất khó ở cái chỗ yếu tố. Cho nên Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính phủ và các cấp ngành đã ban ra những cái chỉ thị giãn cách này, thì hy vọng rằng gì, qua cái clip này là tôi cũng chia sẻ để các bạn là cố gắng giãn cách cho nó tốt, cố gắng thực thi cho tốt. Cái này không phải lý thuyết đâu. Tôi cũng xem rất nhiều các cái clip và cũng rất là bực mình vì một vài cái người chống đối một cách rất vô duyên, không có cái đầu óc. Trong khi đó bao nhiêu người gian nan vất vả trong cái tháng vừa rồi. Đảng và Nhà nước, đấy, sao số 9 ấy, nó đại diện cho bên quân đội đấy, và lực lượng vũ trang và những cái thực thi, rất nhiều người gian khó. Thì ở trong cái phía Nam trong năm nay, cho đầu năm là sao số 1,
Nhưng tháng này là con sao số 3 nó tới. Sao số 3 nó tới là 3-1 gặp nhau, nó là lôi thủy giải. Luận quẻ này cho biết mọi thứ sẽ được hóa giải bằng các biện pháp phòng ngừa giãn cách xã hội theo chỉ đạo của chính phủ, các ban ngành ở trên, đồng thời sẽ có cái phương án tổ chức sắp xếp nhân sự và con người để phục vụ công tác phòng chống đạt hiệu quả. Thấy cái quẻ này nói như thế đấy. Vận thế của cái quẻ lôi thủy giải này này là mọi người dân không nên nôn nóng, khó khăn đang được giải quyết dần dần, tình hình đã được cải thiện, nhưng không được chủ quan lơ là. Đó là cái quẻ dịch này nó đúc kết lại như thế, thì nó rất phù hợp với cái tình hình hiện nay ở các thành phố ở Việt Nam. Tuy nhiên, dịch bệnh không phải là ngày 1, ngày 2 mà nhanh nhanh chóng chóng được. Tất cả chúng ta không ai muốn ở trong nhà, không ai muốn luôn luôn bị giãn cách. Thì chỉ còn bằng cách là gì? Ủng hộ chính phủ, đồng tâm hiệp lực mà góp phần làm sao để giãn cách xã hội. Giãn cách xã hội đây là một trong những cái biện pháp cực kỳ đúng mức. Phải làm nhanh, nhẽ ra phải làm nhanh trước rồi đấy. Ngoài ra, Đảng và Nhà nước người ta đã tiêm chủng giãn cách và 5K rất phù hợp. Mọi người dân đều phải có ủng hộ. Bởi vì sao? Nếu như một người mà gây nên cái bệnh tật thì cả một cái phường, một cái phường mà có vài người thì mới cả một thành phố, cả một tỉnh. Thì bây giờ thì mọi người phải biết chia sẻ gánh vác chung, chứ không phải là của cá nhân cho ai đâu. Còn đường lối chính sách của chính phủ và các cấp các ngành, và kể cả rất nhiều những người dân, người làm công tác thiện nguyện, chúng ta đã xem trên cái clip rồi. Thế là chúng ta cũng phải là bằng mỗi một cách là san sẻ, là gì? Hãy cố gắng ở nhà. Mà không làm được thì còn làm gì được những việc lớn? Làm gì ai dám hy sinh gian khổ? Chỉ khi mà gian khổ các anh các chị mình có thể biết được. Còn ngồi ở đấy để xem các clip, ra ngoài đường thì là toàn những hung hào hung hăng chống đối lại. Các anh này giỏi, các anh ra ngoài đứng đi. Người ta hy sinh gian khổ, người ta làm những cái chỉ thị làm tốt cho bản thân mình, mà một số những cái anh các chị in clip đáng xấu hổ, họ là những cái này. Tôi cũng là một trong những thành viên ủng hộ hoàn toàn từ cấp trung ương, địa phương, bao nhiêu người con người, và chúng ta thì thôi, còn con cái còn rất nhiều những cái hệ lụy, cho nên chúng ta phải chấp hành. Tuy nhiên theo tính toán của tôi đấy, là các tỉnh ở Đông Nam Bộ và các tỉnh ở Nam Bộ mà thì dịch trong cái tháng này phải rất cẩn thận. Bởi vì ở phía Đông Nam Bộ trong cái tháng này nó là 5-7, nó là tử hoàng độc dược rất xấu. Cho nên tất cả những cái tỉnh mà nó xảy ra rồi đấy, như tôi thống kê các cái tỉnh ở phía Đông Nam Bộ gồm có Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ là An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang và Kiên Giang. Đó là những cái mà không phải ngẫu nhiên đâu. Như vừa xong tôi nói với các bạn về hướng nhà ấy, là đơn giản. Còn ở đây tôi kết hợp một cách kinh dịch mà rất rõ ràng. Ở phía Đông Nam của một đất nước, của một vùng miền lớn, đặc biệt là Đông Nam Châu Á và Tây Nam Châu Á, tức là gọi là các nước Đông Nam Á và Tây Nam Á, trong tháng 7 này dịch bệnh sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì sao? Cả một năm nó còn sao số 5 nó ở đây rồi, đến cái tháng này sao số 7 nó tới. Sao số 7 nó là con sao dịch bệnh này, chính nó là con sao giả Vũ Hán đấy, là con sao liên quan đến bệnh phổi và đường hô hấp, là con sao số 7. 5-7 gặp nhau là tử hoàng độc dược, dịch bệnh hoành hành. Cho nên các cấp các ngành, đặc biệt ở các tỉnh, được chỉ đạo của Thủ tướng giãn cách xã hội rất kịp thời và nhanh chóng, cho nên nó mới cản trở và nó ngăn chặn được các cái dịch. Bởi vì trong cái tháng tới này nó sẽ bùng phát rất lớn,
Nhưng gì? Đảng và nhà nước, chính phủ đã kịp thời vào cho nó để mà giãn cách xã hội và tiêm chủng cấp tốc, và làm những cái dự phòng đó là những cái chính phủ đã đi trước chúng ta rồi. Bây giờ chỉ có người dân thực hiện, đặc biệt ở trong phía Nam là nó có cái con sao 3-1 đấy. Như tôi nói này, dễ có những cái thành phần xấu kích động lôi kéo tung tin nhảm nhí, là chính là ở trong các cái tỉnh miền Nam, đặc biệt các bạn phải đặc biệt lưu ý tránh bị có những cái mà kích động lôi kéo mà thực thì nó không tốt, phải hết sức tỉnh táo, đặc biệt là các cái vùng biên giới gần Tây Nam, vùng giáp danh với các cái nước bạn, phải có những cái biện pháp ngăn ngừa cứng rắn trong việc phòng tránh dịch bệnh tệ nạn việt bươn buôn lậu. Đấy là trong cái này rất nguy hiểm, bởi vì trong theo cái tính toán về tốt số thì các nước Đông Nam Á và Tây Nam Á trong cái tháng 7 dịch bệnh sẽ rất hoành hành và chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo tính toán của tôi ấy, không thể ngày 1, ngày 2 mà chúng ta bảo là nó hết dịch đâu. Đây là sự thực. Thì theo tính toán của tôi, trong tháng 7 âm lịch là từ ngày 7 tháng 8 năm 2021, tức ngày 29 tháng 6 sẽ bước sang là cái theo cái tiết lệnh là lập xuân, lập thu. Thì nếu như chúng ta quyết tâm giải quyết cương quyết, cứng rắn và triệt để, thì tới cái tiết xử thử, tức là ngày 16 tháng 7 âm lịch, tức ngày 23 tháng 8 năm 2021, thì cơ bản là chúng ta sẽ khoanh vùng và khống chế không được để lây lan. Hy vọng Đảng và Nhà nước, toàn dân và đặc biệt là người dân, người dân dân phải ủng hộ 100%, thì chúng ta sẽ hy vọng sẽ vượt qua được cái mốc này, thì sẽ khoanh vùng và khống chế được cái dịch bệnh. Nếu mà chúng ta không đồng tâm, không hiệp lực, không vượt qua được cái thời gian này thì chỉ còn duy nhất có một cái mốc thứ hai, nếu tình hình sẽ phức tạp hơn, khi tới cái tiết bạch lộ là ngày 1 tháng 8 âm lịch, tức ngày 7 tháng 9 năm 2021. Chậm nhất cơ bản là phải khống chế được dịch bệnh không lây lan đâu trong 21, trước ngày 23 tháng 8 năm 2021 dương lịch, và chậm nhất là ngày 7 tháng 9 năm 2021 dương lịch. Tôi hy vọng với quyết tâm của nhà nước và đã có những cái biện pháp rất hữu hiệu, bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào chúng ta, tất cả toàn dân ủng hộ ở nhà, giãn cách đừng kêu ca, bởi vì đây nó là mệnh lệnh là đành, nhưng nó là cái thực tế, không giãn cách chắc chắn khó thành công. Cho nên qua cái clip này cũng mong rằng các bạn cũng nhắc nhở nhau, chia sẻ cho nhau, nên cố gắng ủng hộ những người ở tuyến trước, ủng hộ những cái chỉ thị của Đảng và Nhà nước để giúp cho cái dịch bệnh nó nhanh chóng bị dập tắt. Bởi vì sao? Nếu như mà không vượt qua được cái mốc này, thì 2 tháng tới, tháng 8 và tháng 9 sẽ rất rất việc. Tháng 8, tháng 9 sẽ rất rất việc. Bởi vì lúc đấy, sau Ngũ Hoàng đại sát nhập Trung Cung thì sẽ mệt mỏi, đặc biệt là các khu vực phía Đông Nam và Tây Nam. Tháng sau, sau số 7 nhập Trung Cung là rất việc lắm, là tất kiểu 6-7 gặp nhau là đau kiếm sát 7-8-9-1-2-3-4-5-6. Cho nên những cái mà tôi chia sẻ các bạn ấy thì nên có những cái thận trọng và có những cái tốt nhất, bởi vì qua rất nhiều các cái kinh nghiệm của tôi tính toán thì thấy rằng đường đi các chỉ thị của chính phủ và cấp trên rất phù hợp, rất chính xác. Bây giờ chỉ còn mỗi người dân thôi, mà không làm được đấy thì không thể kêu ca được ai đâu. Thà giãn cách một thời gian để cho nó phù hợp, để nó hòa nhập vào cuộc sống.
tránh những cái chống đối là không tốt, tránh đưa những cái tin giả, tránh đưa những cái ba lăng nhăng ra, tránh lợi dụng vào những cái tình thế này và lợi là không tốt đâu. Trên đây là những cái mà tôi hy vọng chia sẻ cho các bạn mang cái tính chất có lợi cho một cái xã hội. Còn Hà Nội chúng ta cũng như toàn quốc đều phải chấp hành tốt những cái chỉ thị ở trên Đảng và Nhà nước và Chính phủ và các cấp ngành, người ta sẽ xem cái tình hình thực tế như thế nào để mà khoanh vùng hay giãn cách hoặc là mở cửa, đó là cái việc của Chính phủ và Nhà nước. Chúng ta là những người chấp hành cho nó tốt, hy vọng là dịch bệnh sẽ được đẩy lùi khi chúng ta đoàn kết. Và tôi cũng nhắc lại các bạn, con sao số 8 nó là con sao quần chúng, nó là người dân tộc thiểu số, là những người lao động, là những người như chúng ta đấy, là con sao số 8 đấy, thì nó sinh phù cho con sao số 6. Sao số 6 nhân sự nó là ông thủ tướng ấy, và các cấp ấy nó là những người đứng đầu các cơ quan đoàn thể và các ban ngành. Thì ở trong cái quẻ này nó là quẻ sơn thiên tài quái, thì mình là người dân hãy chấp hành cho nó tốt, ủng hộ các cái chính sách giãn cách cho nó phù hợp, càng ngắn bao nhiêu càng tốt. Chúng ta không nên chủ quan nhưng không nên bi quan nó vì thế, bởi vì dịch bệnh sẽ kéo dài, sẽ lan tỏa rất là nhiều, chứ không phải ngày 1, ngày 2 được đâu. Cho nên qua cái clip này cũng giúp được các bạn hiểu được vấn đề về các hệ sao chòm sao bắt đầu và kinh dịch kết hợp nhuần nhuyễn, biết trước để mà lựa, để tránh. Nếu như mọi người đều có một cái ý thức và có những cái người tư vấn để mình tránh được những cái nó không tốt. Trên đây là những cái chia sẻ mang tính chất thời sự, hy vọng các bạn ủng hộ và cũng nên thực thi. Cuối cùng, tất cả phải đoàn kết và thực thi những cái chỉ thị 16 của Nhà nước và thông tư 17 của Hà Nội, chắc chắn chúng ta sẽ sớm hòa mình vào trong cuộc sống như tôi đã nói. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành.